Xin chào tất cả các anh em nha. Video này cập nhật lại dự án là đăng ký và xác minh sàn Gator đã nhận 1.500 UTS nha các bạn. Thì 1.500 UTS này quy đổi ra là 1.500 USDT nha các bạn. Thì mình đã có cái video thứ hai là hướng dẫn các bạn sử dụng 1.000 USDT các bạn. Còn video này mình từ sàn Gator để đầu tư nhận lãi thì mình có mới nhận được 1.000. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận thêm 500 UTS nữa để đầu tư tiếp tục nha các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào sàn Gator, sàn Rayte.io các bạn, thì các bạn nhấp vào một thế giới tiền điện tử tiếp tục các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một cái viết nha các bạn. Các bạn bấm vào cái một cái viết á thì nó ra một cái giao diện như thế này, thì các bạn vào đây thì tự động nó bấm vào một clan này các bạn, thì tự động bằng điểm danh các bạn để nhận boy. Cái điểm boy này là quy đổi ra USDT các bạn, thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các bạn. Thì các bạn nhấp vào chọn trang web cho máy tính, bao gồm cùng bạn chọn trang web cho máy tính các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng chọn vào thế giới tiền điện tử nữa các bạn cũng chọn vào phần thưởng tiếp tục nữa các bạn. Rồi các bạn bấm qua cái mục là nhiệm vụ nhận thưởng nha các bạn. Mình đã nhận được 1.000 UTS rồi, bạn bấm vào bạn nào chưa nhưng bấm vào mục đã nhận thì các bạn đi KYC nha các bạn. Sau khi các bạn KYC thành công thì bạn bấm vào đi hoàn thành thì các bạn sẽ nhận các bạn. Còn bạn nào chưa nhận 500 UTS bạn bấm qua nhiệm vụ trải nghiệm nữa các bạn. Thì các bạn chỉ việc bấm vào mục đi hoàn thành là tự nó bên AD nó sẽ duyệt cho các bạn trong vòng 1 ngày đến 3 ngày các bạn, thì các bạn sẽ nhận được 500 UTS nữa, là tự động nó đầu tư giùm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bấm chọn trang web cho máy tính nè. Qua nhiệm vụ các bạn qua nhìn một nhiệm vụ nhận thưởng, nhiệm vụ và nhận phần thưởng nữa các bạn. Đây mình đã nhận được 1.000 UTS nè. Rồi đây thì cũng đã nhận 1.500 UTS đã nhận nữa. Bạn bấm qua lịch sử nhận thưởng nha các bạn. Bấm qua một lịch sử nhận thưởng thì bạn sẽ thấy được 1.500 USDT nè. Bạn bấm vào một trải nghiệm ngay nha các bạn. Bạn nào chưa có tham gia lập tức này thì bạn bấm vào một lập tức tham gia, thì các bạn mở mật khẩu khi bạn đăng ký trên sàn Gator.io các bạn. Thì hiện tại mình nắm giữ là 1.500 UTS nè các bạn. Lãi suất mình 0.069% nè. Nó sẽ trả về cho bạn hàng tuần nha các bạn. Sau 7 ngày thì mình sẽ nhận được cái đồng UTS này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đi mua coin rút về nha các bạn. Vậy. Theo thông tin của tất cả anh em thì 1.500 UTS này một hàng tuần có thể bạn tất cả các bạn có thể kiếm được từ 5 đến 7 đô đó các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.